Rồi hôm nay dẫn thằng Tiên đi tẩy đi cắt tóc à. Ủa có gội đầu luôn không? Đây nè, cắt tóc cho chị đẹp thằng Tiên đi tẩy. Đây anh thích luôn nè, chị đem khẩu trang đi. Chị có biết chị đây không? Biết không? Lâu lắm rồi không đi làm tóc mà hôm nay có chị Mạnh Thường Quân dẫn đi làm tóc mà. Gần Tết, mới uống, mới duỗi. Ủa cắt ngắn vậy hả? Hay để dài, em thích dài đẹp hơn á. Tỉa thôi. Nè cắt khúc này nó bị béo 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 lại. Nè cắt khúc này nè. Bỏ như đó là đúng không? À. Như đây nè được không anh? Bỏ như đây đúng không? À. Xong rồi ngồi lại, xong rồi bữa Tết đem ra làm sao cho nó. Em lấy cầm nó cắt ngoài hết thôi. Ủa chị cái đầu tóc bả đã gần Tết mình làm cái gì đẹp? Uống hay sao? Uống thì em uống, không uống cái gì dỗi. Không biết cái nào. Cắt dỗi đi. Tóc bả ít mà mỏng. Ví dụ như uống, uống đâu cần dỗi. Giờ ta cắt, ta dỗi, giận giận ha. Đó, nó là uống lần lần lần. Giận thôi chứ đâu phải dỗi hẳn đâu. Để đau cần duỗi uống thôi mà uống không có duỗi à. Làm đẹp rồi em sẽ gả cho chị một ông chồng nha. Ủa chị Loan ở sống ra chứ bé này cũng biết chị phải không? Cắt khúc nào tới nào tới đấy hả? Tao để vậy để vậy đi vậy được rồi cắt khúc à. Khúc như đó không thấy được gì nữa đó cho lên hết bị cháy trẻ đi. Sao chị Loan tóc mỏng vậy chị Loan? Ít tóc quá vậy. Em nếu như mà mình muốn uống lọn kiểu đó với lại nhụm nữa khoảng nhiêu tiền? Tết làm cho bả luôn cho đẹp luôn. Làm vài trăm hả? Dạ. 5-700. Không tới. Uống đi được luôn á. Tầm 4 mấy trăm. Ở đây ở quê mà nó không rẻ đâu, Sài Gòn đâu. Chị Loan muốn nhuộm màu bét hay là nhuộm màu đen? Hả? Thì nhuộm màu nâu hạt dẻ hay màu đen? Rồi gần Tết là làm luôn. Mình thích gì mình nói nhanh gọn lẹ luôn gì mà. Nói đi. Màu hạt dẻ biết màu nào? Màu nâu á. Hả? Màu như là màu màu này của màu của chị bé đây nè, mà nhạt hơn xíu. Màu nhạt hơn. Cũng được đi. Màu đó cho nó đẹp. Trời ơi đẹp vậy em sẽ kiếm cho chị một ông chồng chắc tiêu luôn quá à. Chắc lâu lắm rồi mà không đi hớt tóc hả? Bà tự lấy cái dao mà hớt mà hớt mà. Cầm bên hai cầm bên kia cái hớt kìa. Hồi lúc ở nghề địa thấy mà cầm dao mà khứa vậy đó. Có đem theo tiền hớt tóc không? Bị đau đúng không? Đi vô thì cũng có mà được. Không có trắng chỉnh gì hết hả? Không vậy thôi cắt ngang. Vậy thôi hả? Giờ gọi đầu luôn rồi quý vị nha. Lần đầu tiên mới biết gọi đầu hả? Lên làm xong chói đầu đi, để cái đầu
đúng rồi. Quý vị nha, hôm nay được Mạnh Thường Quân dẫn đi cắt tóc gội đầu, nó cũng là một rồi, lên nữa, lên. Diễm phúc của chị Loan luôn rồi, đó rồi. Đâu ai cũng có phước hưởng đâu. Rồi nằm nhắm mắt ngủ đi. Hồi đầu phải nhắm mắt lại, không nước vô mắt là khỏi nhìn thấy luôn á. Ủa lần đầu tiên chị gọi đầu hay là gọi lao rồi? Gọi nhà không rồi. Gọi tiền rồi. Gọi nhà không rồi. Tóc chị ít mà có mấy cặp mà mỏng ten mà. Xuống hồi rửa mặt bằng sữa rửa mặt cho chị luôn cho nó mát mẻ. Có đắp răng nè không? Không. Ở đó mặt bạn rộng quá trời à. Có làm móng tay móng chân không? Không. Làm đây chứ bạn gái là móng chân đang thui à. Làm móng cái đi vô rẫy đâu, vô đất cào đất cũng vậy à. Làm móng lâu lắm, giờ mấy giờ sơn màu đỏ lên. Làm móng tay móng chân nhanh không em? Em sơn không? Không. Tầm em cắt da. Cắt da nhưng mà chị đi làm ruộng chị phải dùng bao tay chứ. Không, chị để cũng vậy à. Chị cắt da xong rồi hả, cần mỏng mình dính chứ không cần dơ nữa. Còn dơ hơn vậy hả? Tại vì bạn thấy bạn đi mò ốc rồi bạn đi bại bạ cái tay đang thui vậy nè. Để tao khỏi làm đi. Gần Tết làm cho nó đẹp. Gần Tết làm nha. Gần Tết ăn Tết luôn. Đi bắt móc đất móc đồ vậy nữa, cái còn đang thui khỏi chùi ra luôn. Rồi lần đầu tiên gọi đầu đã ngứa lắm á nha. Ê, nhưng mà em gọi em cái đầu không? Em gọi mạnh quá, cái tóc bảo rụng hết. Sợ lắm. Gọi ra rồi chiều tắm mình gọi nữa bình thường hả? Hay chiều là khỏi gọi? Khỏi rồi em. Khỏi gọi. Chiều tắm mình hơi khỏi gọi đầu. Tới công chuyện thằng tiên tỷ tỷ luôn rồi. Em biết bả hay là em có coi clip nào của bả không? Em biết mà. À biết hả? Ở đó ai cũng biết bé lì hết trơn á. Hôm nay có chị Hường phụ nữ đi làm chứ còn đàn ông rủ bà không đi đâu. Bạn thích đó hả? Ừ, thích đó, cũng thích đó. Có chị rủ em phụ nữ bạn mới đi, bữa em rủ còn không đi. Vậy hả? Bà không có chịu đi. Bà không tin em á, mà không nhìn mặt tin chị, cái bà đi theo chị. Sợ luôn. Sao em không có tiền trả? Ủa chị sợ em hay sao mà bữa em rủ em biểu chị đi làm tóc chị không đi. Mà sao bữa nay chị đã rủ chị đi? Nhớ quyết nói rằng. Quyết nói rằng. Đã ngứa không? Đã. Bữa sau không có em thì tự đi nha. Tháng đi một lần cũng được, không có tiền tháng đi một lần cũng được. Đó, nãy chị Loan gọi đầu xong sướng quý vị nha. Bây giờ làm đẹp xong rồi kiếm cho chị Loan một ông chồng nha chị Loan. Thích rồi đó, thích gọi đầu rồi đó. Sướng quá mà. Đầu tóc giờ nó mát chưa? Mát rồi. À, quý vị đó là hình ảnh của chị Loan trước khi gắn răng vô nè quý vị nha, nhe răng trong cây nè. Đó, nha sĩ đã mài nhỏ răng để gắn vô đó. Chị biến một cái thành có răng kìa, chị giơ tay chị biến kìa. Thành tay giơ tay biến được. Biến. Rồi nè. Giơ tay chị ra nè. Giơ tay. Hồ biến. Biến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bữa đó mình đã mài răng nhỏ rồi phải không anh? Đúng rồi. Đây nè, bữa nhổ 8 cái rồi làm 14 cái quý vị. Nhất của mình là gì? Nhất. Nhất hả? Răng đó là răng tạm hả anh? Răng này là răng thiệt nhưng mà em gắn tạm cho chị thôi. Dạ. Để chờ mấy cái chỗ mà hôm trước mình nhổ răng nhé. Dạ. Nó lành hẳn đi đã rồi em sẽ đắp thêm và gắn cố định. Giờ nó cũng đau, có cần uống thuốc thêm không anh? Không cần. Thế nó có chảy máu. Nó cấm được cái mũi. À, hay á quý vị nha, bữa đo ni rồi nè. Nhưng mà giờ gắn tạm để ổn định xong rồi mới cố định được. Dạ. Chắc mất khoảng tháng đến tháng rưỡi gì đó mình mới gắn. Trước Tết hả? Trước Tết. Đau hả chị? Đau. Cắn nhẹ lại em coi nào. Nhẹ nhàng. Há miệng. Hàm răng này chắc chưa được, em phải chỉnh lại một chút. Đau rồi khó quá. Rồi bình tĩnh để em chỉnh cho. Cắn nhẹ lại em coi nào. Rồi giữ nguyên như vậy nha. Đấy. Há to này, cắn lại. Há to. Cắn lại em coi này. Rồi, há to này. Như nó ở đây nó hơi rộng hơn so với cái hàm dưới phải không? Em đang chỉnh kênh. Yeah.
bên này em thử đấy nhá. Dạ. Mình phải gắn. Chỉnh cái chỗ nữa nó chưa được. Năm bữa anh cần nhớ giá. Ba bốn bữa nữa thôi, ba bữa nữa là có rồi. Ba bốn bữa nữa là gắn tạm thời luôn hả? Còn một tháng sau mới gắn chính thức anh. Đúng rồi. Tại để chị khô núa mới dán keo luôn hả? Đúng rồi. Dán keo là cố định luôn, chết luôn. Dạ. Chỉ là trước Tết chị mới đẹp đó. Mấy ngày nữa là đẹp rồi. Trời, bữa phải nhổ răng mà đau quá trời luôn. Nay đỡ rồi đúng không anh? Dạ. Nay cái bước ra là ít đau đúng không? Sao vậy? Đấy là nhổ răng mới đau, chứ còn mấy cái bước này cuối cùng là chức năng sơ đúng sơ rồi, hả? Đúng đau nhá. À. Có nhổ răng mà đau nhất thôi, còn giờ là bình thường rồi. Cái đợt đầu tiên nhổ mấy răng nó hơi đau không được sao? Dạ. Răng mà nó mọc hết trơn rồi, nhổ 8 cái mà làm 14 cái đó. Là còn mấy cái răng kia xài được nên là mài á. Mài rồi đánh vô. Hả to. Cắn lại. Hả to. Cắn lại. Hả to. Hàm dưới nó còn hư không anh? Hàm dưới hư nhiều. Vậy hả? Sau này có tiền làm hàm dưới. Hàm dưới mấy cái răng trong này hư hết rồi, bên này cũng hư rồi. Nhưng mà còn cái vùng răng cửa thì vẫn ăn được. Dạ. Châu, còn trẻ mình sẽ răng cỏ vậy mà hư hết trơn thì chị Long. Ai biết đâu tiếc cơ mà. Tạm thời thì mình làm hàm trên nó bị trước thì chị ăn nha nhá. Dạ. Hàm dưới còn... Mà, nó còn gốc và cởi nữa. Nó bị sao rồi, sao mà không nhổ rồi, chứ ăn cái tủy rồi, điều trị tủy tốn tiền lắm chứ bộ. Rồi làm răng tốn tiền lắm mới tưởng. Ở trong đó thì không sao, không thấy, còn thằng trên là phải đẹp. Vậy bữa nay có gắn luôn không anh hay là khỏi? Bữa nay em lấy lại em chỉnh. Dạ đúng rồi, bữa nay tới lại để anh chỉnh nắng, chỉnh sao cho nó hợp với khuôn mặt. Nói vậy làm răng nó phức tạp, tỉ mỉ lắm đâu quý vị. Rồi, cắn lại cho em. Cắn lại. Cắn miệng. Cắn lại. Cắn miệng. Cắn lại. Cắn miệng. Anh bảo hành 5 năm là nó bị vấn đề gì là bảo hành anh? À, nếu như mà chị có lỡ cắn giống cái gì bị bẻ xứ này hay bị bong chóc thì có vấn đề gì liên quan đến căn xứ ra em nói. À dạ. Lúc ấy không cần anh cũng được, chị chỉ cần đi ra đây xong đọc tên lên là em thấy rồi. Dạ. Rồi. Và... Quý vị ơi, thì hôm nay em có bán thuốc bổ xương khớp của Cinnabar, nó được xuất khẩu qua Mỹ và từ Mỹ mua về Việt Nam bán với giá là rất là hữu nghị luôn, 150.000 một hộp và một hộp là có 60 viên nha cả nhà. Thì thuốc xương khớp này là chữa bệnh tê tay, tê chân rất là hay luôn, rồi là thoái hóa cột sống nè, thoát vị địa đệm nè, đau nhức xương khớp. Thì mỗi ngày mình có thể uống 10 viên nha cả nhà. Mỗi lần là 5 viên sao anh ạ. Mọi người mua thì liên hệ bên Định Giáo Yêu nha.